Thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc cho chậu sen cạn giống như thế này. Thì trong cái hướng dẫn này thì mình sử dụng sợi cotton Việt Nam kim 1.5 nha. Thì để cho cái cánh hoa mình nó được mịn hơn thì mình sẽ dùng kẹp duỗi tóc hoặc là bằng ủi, mình ủi cánh hoa đi ha. Trước khi mà mình bắt đầu móc thì mình sẽ lưu ý một vài điểm, đó là về mình cắt cước nha. Nhưng mà không phải cái nào cũng dài hết, mình cắt là hai, mình chỉ cần một cái như vậy là hai cái thanh dài là được rồi. Phần cánh hoa móc lên cho mình tổng là 6 bính. Mình tạo nên một cái nút như thế này, sau đó móc lên 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếp theo không móc sát vào trong mũi này, móc vào trong mũi thứ hai. Một mũi đơn, mũi đơn thứ hai, tiếp theo là mũi nửa kép. Tiếp theo là hai mũi kép chung một chân. Một, hai. Tiếp theo, cái mũi cuối cùng này, mình sẽ móc 4 mũi vào đây lần lượt là mũi kép đầu tiên, mũi tiếp theo là mũi nửa kép. Mình nên giữ kim 2 lần như thế này, ở giữ len ở trên đầu như thế này để hạn chế sợi nó chạy nha. Mũi thứ hai là mũi nửa kép. Mũi thứ ba là mũi nửa kép. Mũi thứ tư trong cái ô này là mũi kép. Tiếp theo, móc đối xứng từ bên này móc xuống. Đối xứng bên này là hai mũi kép chung một chân. Kẹp cái này vô móc lô dấu đi nha. Tiếp theo, một mũi nửa kép đối xứng với bên còn lại nha. Cuối cùng là hai mũi đơn. Mũi đơn cuối cùng. Đây, ở mũi cuối cùng của mình sẽ đâm kim vào cái chân mũi phía bên này. Đâm qua đây, lấy sợi lên và móc một mũi đơn ngay cái vị trí này. Sau đó mình sẽ đưa kẽm qua. Móc lên một bính và mình sẽ có lần lượt sẽ là ba mũi đơn, và vị trí đó là mình sẽ móc về lại ngay chỗ ba mũi đơn nè, thứ tự nè, 1, 2, 3. Mũi
một mũi đơn. Mũi đơn thứ hai. Mũi đơn thứ ba. Tiếp theo là mũi nửa kép. Tiếp theo sẽ là hai mũi kép, 1, 2. Tiếp theo sẽ là hai mũi kép chung chân. Từ cái cụm, từ cái mũi là 1 2 3 4, từ cái tất cả các mũi chung chân trong cái chỗ này tới vị trí tiếp theo của mình là hai mũi kép chung chân nha. Tới ngay chỗ bên dưới là cái mũi nửa kép nè, thì ở trên đầu của nó móc lần lượt là mũi tăng, nhưng nó sẽ có thay đổi một mũi kép và một mũi nửa kép chung một chân, một mũi kép. Tiếp theo là mũi nửa kép. Ở trong mũi tiếp theo thì mình sẽ móc trước mũi nửa kép và mũi nửa kép và mũi kép chung một chân. Tăng nè, chỉ có cái chính giữa này là nó sẽ có một mũi kép, mũi nửa kép và mũi kép chung một chân. Mũi tiếp theo sẽ là hai mũi kép chung một chân để đối xứng với bên này. Tiếp theo sẽ là hai mũi kép đơn lần lượt, một mũi hai mũi đối xứng với bên này nha. Tiếp theo sẽ là một mũi nửa kép. Tiếp theo sẽ là 3 mũi đơn, 1, 2, 3. Từ ngay vị trí bên này xỏ kim qua đây, móc một mũi dời và móc lên một bính nữa, kéo qua một đoạn dài khoảng 6-7 cm.
mình đã xong cánh hoa rồi. Và ở trong một cánh hoa như vậy mình sẽ có 5 cánh. Và mình sẽ quấn xuống một đoạn như thế này. Và mình sẽ cắt 4 cái cánh kia, cắt kẽm là nó cũng sẽ ngắn ngắn hơn khoảng tầm 4 xăng từ góc này. Và mình sẽ cắt một đoạn thiệt là dài khoảng tầm 9-10 xăng. Cho nên cái đồng kẽm này mình cũng sẽ cắt ngắn. Sau khi mình móc xong cái cánh hoa như thế này rồi thì cái phần mình sẽ móc thêm. Nếu mà muốn làm hồ nụ hơi nở thì mình chỉ móc cái lớp trong thôi và mình dừng lại rồi. Và không có nẹp kẽm ở cái lớp này. Mình móc một nụ như vậy là 3 cánh. Còn một cánh như vậy thì mình sẽ móc lên là 5 cánh. Cái phần này thì mình sẽ để cho nó cái nào mà mình dành cho cái hoa thì cái chỗ này của nó phải bự ra một chút xíu thì mình mới luồn hết mấy cái chân kẽm qua được. Còn cái nào mà làm cho cái nụ không thì nó nhỏ cũng được, không sao. Chứ nếu như mà bóc giật chật quá là nó sẽ bị nhỏ, không có xỏ cái không có đưa, không có dồn hết mấy cái chân này qua được. Tiếp theo là mình sẽ móc phần đài hoa. Đài hoa thì sẽ móc gần giống như là hoa hồng vậy đó, lên một bính. Và mình sẽ móc 5 mũi đơn. 1 2 3 4 5. Rút nhẹ như thế này. Sau đó mình sẽ móc sang phía bên này. Mình sẽ không có kết mũi dời mà mình sẽ trực tiếp móc vào phía bên này 2 mũi đơn. 1 2. Sau đó mình sẽ đánh dấu vào ngay chỗ cái mũi đầu tiên đây. Bốn mũi tiếp theo mình sẽ móc vô một chân mũi là 2 mũi đơn. 1 2. Hàng thứ 3, móc toàn bộ là mũi đơn.
Tiếp theo từ ngay chỗ vị trí này mình sẽ móc lên mấy cái 1, 2, 3, 4, 5, 6. Móc về lại một mũi trượt. Mũi tiếp theo là mũi đơn. Mũi đơn thứ hai. Tiếp theo là mũi nửa kép. Tiếp theo là mũi kép. Tiếp theo mình sẽ bỏ một chân mũi này và móc vào chân mũi kế tiếp một mũi dời. Lặp lại 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một mũi dời. Một mũi đơn. Mũi đơn thứ hai. Một mũi nửa kép. Một mũi kép. Cách một chân mũi, móc vào chân mũi tiếp theo một mũi dời và cứ lặp lại như vậy cho đủ 5. Ở cái phần nụ này ở cái clip thường trong cắt hoa của mình thường có hướng dẫn rồi ha, nhưng mà mình cũng sẽ hướng dẫn ở đây. Lên một bính và móc vào đây 5 mũi giống như cái phần đài hoa. Tăng mũi như phần đài hoa luôn. Để mình nói như vậy để cho bạn nào đã móc rồi thì móc lẹ hơn, không nhất thiết phải theo dõi video 1 2 3 4 5. Mình đâm xiên qua bên này 2 mũi. Không có lên hàng mà móc trực tiếp vào đấy là 2 mũi đơn. 1. Hai. Đánh dấu ở ngay cái mũi đầu tiên. Tiếp theo cứ một chân mũi như vậy thì mình sẽ móc 2 mũi vào nha. Móc lên cứ một chân mũi như vậy, 2 mũi đơn và một chỗ, tổng là mình sẽ lên 10 mũi đơn. Hàng tiếp theo móc 10 mũi đơn không tăng không giảm. Đánh dấu ngay mũi đầu tiên. Móc lần lượt 10 mũi còn lại, 9 mũi còn lại nha. Thank you.
bắt đầu hàng tiếp theo của mình. Mình muốn thì mình muốn làm cái nụ của mình nó bự hơn thì mình móc thêm một mũi đơn nữa. Nhưng mà ở đây mình muốn làm cái nụ nhỏ cho nên là mình sẽ bắt đầu giảm mũi. Một mũi. Còn hai mũi nữa. Hai mũi nữa là bắt đầu mình sẽ dùng cây kim để mình khâu nha. Đó, tổng là mình đã giảm 5 lần. Sau đó cái chỗ này của mình nó đã nhỏ lại rồi nè. Mình sẽ cắt trước một đoạn kẽm dài. Mình sẽ dùng cái len thừa mình nhét vô hoặc là dùng cong lòn nhét vô đây nha. Sau đó mình sẽ kéo cái này xuống. Mình cắt lộn dây cho nên đầu này nó hơi bị ngắn. Mình sẽ bắt đầu vô mũi. Tại mình mới có giảm 5 lần rồi, cho nên ở đây mình còn trống cái mũi trên đầu nè. Mình sẽ tiếp tục dồn vô 2 mũi thành 1, hoặc là mình dồn 5 mũi thành 1 luôn, mình rút một lần ha. Ở đây á, mình dồn 2 mũi thành 1, xong rồi lần tiếp theo mình sẽ dồn tổng là 3 mũi thành 1 để mình rút cho cái đầu này nó nhọn nhọn lên. Là cái đỉnh này nó đã nhọn lên rồi nè. Đối với phần lá thì mình đầu tiên tạo vòng tròn ma thuật và móc lên một bính. Tới đây thì mình sẽ bắt đầu móc qua đây một mũi dời. Một, hai, sau đó
cứ một một chân mũi như vậy mình sẽ móc vô là hai mũi kép. Ở đây thì coi như là một lên hai bính là một mũi kép giả và một mũi kép chung chân. Chân mũi tiếp theo. Ở đây có 8 chân mũi thì mình sẽ có 2 mũi bính và 15 mũi kép. Tổng là 16. Đây. Đếm nè, 1, 2. Hàng thứ hai móc lên 2 bính và lấy sợi luồn với dưới cái chân mũi kép kế bên. Móc lên 1 mũi kép. Lấy sợi móc sát vô cái chân mũi kế bên. Một kép. Lấy sợi và cái chân mũi tiếp theo mình cũng đưa nó lên luôn, mũi ngặt. Mũi kép ngực ngặt trên nha. Ở trên đầu thì mình móc mũi kép bình thường, ở phía bên dưới thì mình móc mũi ngặt trên nha. Cứ lặp lại như vậy cho đến đủ vòng. Cứ móc như vậy cho tới khi cuối hàng. Hàng thứ hai móc tương tự, 1, 2, đây giống như là một mũi kép ha.
cùng với cái chân mũi bên dưới móc vào một mũi kép nữa. Tiếp theo, ở cái mũi mà mình đã móc nổi lên trên nè, thêm một mũi nổi nữa, mũi kép ngập trên. Tiếp theo, ở cái mũi chìm bên dưới móc vào đầu của nó là hai mũi kép. Tiếp tục móc cái mũi kép ngặt trên để cho nó giữ cái mũi này nó nổi lên. Cứ lặp lại như vậy cho đến hết vòng. Tới đây móc qua đây một mũi dời. Thường thì mình móc tới đây là nó cũng thành một cái lá rồi, nhưng mà sau mình dùng lâu ngày nó sẽ cong lại. Nếu mọi người muốn làm lá cong thì cứ để như thế này, nhưng mà thôi mình không có thích nó cong á, cho nên là mình đã nẹp kẽm xung quanh. Đây là mình sẽ nẹp kẽm xung quanh cái lá này nha. Mình cứ móc một mũi bính, một mũi đơn cho đến khi nào mà nó kín hết cái vòng tròn này và mình đã móc lên một mũi dời để kết vòng ha. Ôi, chỗ này của mình nó bị lộ ra ngoài nè. Mình sẽ giấu sợi đi nha. Mình sẽ đánh phấn hoặc là mình sơn nước, mình dùng sơn nước mình tránh nhẹ ở cái phần cuốn của cái hoa như thế này. Dùng màu đỏ để mình đánh ha. Thank you.
này bị ngắn hết một khúc rồi. Thì cho nên cái phần nhị của mình sẽ làm cho nó cái thân này dài ra để có cái cuốn dài ha. Thì mình thấy là cái hoa sen này nó cũng có một vài nơi thì nó sẽ là leo, còn một vài nơi thì nó sẽ mọc ở trong chậu khi mà người ta cắt ngắn nó đi. Cho nên là mọi người cứ không nhất thiết phải quấn giống như mình, thì mình chỉ cho mọi người thấy cái điểm để mọi người quấn theo tầng như thế này rồi mình quấn theo, chứ mình không có hướng dẫn chi tiết nha.